lấy gái ngoan nhất làng nhưng thấy không được tôn trọng rể quý ngày đêm nghĩ cách sát hại vợ xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiêu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng dù có mặt của cô con gái và mẹ vợ nhưng người chồng chẳng thèm nề nang hắn vùng tay vùng chân khiến người vợ bị thương nặng thậm chí phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhiều người đánh giá gã chẳng ra gì vì gương mặt của hắn mang tướng của quỷ Ít ai biết rằng hắn ngày đêm nghĩ kế hoạch sát hại vợ vì cảm thấy không được tôn trọng. Con rể gây án trước mặt mẹ vợ. Vốn là một người đàn ông hiền lành ít nói, từ khi xa vào rượu chè, Trần Quang Đông trở nên khác tính, cục cằn. Tối ngày 9 tháng 5 năm 2018, trên các trang mạng chia sẻ dâm rộ hình ảnh những vết thương đáng sợ của một người phụ nữ, được cho là nạn nhân khi chồng dùng nắm đấm để nói chuyện. Những người đăng tải hình ảnh cho biết, người phụ nữ này vừa bị chồng tác động vật lý gây ra vết thương chí mạng. Sau khi gây án, người chồng đã bỏ chạy và người phụ nữ được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nguy kịch. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch người chồng nghiện rượu này. Tên thật Trần Quang Đông, biệt danh Chí Phèo, năm sinh 1982, quê quán tổ 20 phố Lang Đài, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Gã đàn ông 36 tuổi nát rượu cứ uống vào là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Đỉnh điểm là đêm ngày 7 tháng 5, hắn dùng dao dựa gây thương tích với vợ, theo thông tin do chị Nguyễn Thị Hương, chú tại phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, nạn nhân của vụ việc nói trên là em họ của chị, tên là Lê Thị Tươi, 30 tuổi, chú tại tổ 20, phường Bạch Hạc. Tối ngày 9 tháng 5, khi vừa đi làm về, chị Hương thấy hàng xóm tập trung nhiều bên nhà của em họ, và khi vào nhà để hỏi thì mới biết chị Tươi vừa bị chồng tác động vật lý. Được biết ngay sau khi gây án, đối tượng Đông đã bỏ trốn và sau đó tới công an phường Bạch Hạc đầu thú. Còn chị Tươi cho biết vết thương quá nặng, người nhà đưa đi cấp cứu, sau cả phẫu thuật, chị tươi hồi phục còn hạn chế, vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Người chị họ nói tươi nó gầy lắm, có 40kg thôi nên khi bị chồng chém rất khó hồi phục. Hai vợ chồng nhiều năm trước đây hỏa thuận lắm, không hiểu tại sao lại xảy ra cơ sự này. Còn bà Vương Thị Nhở, mẹ chị Tươi, bà Nhở cho biết kể từ khi biết con gái gặp nạn hàng xóm láng giềng đều tới hỏi thăm chia sẻ. Nhưng cũng vì sự an ủi ấy mà càng làm cho bà Nhở cảm thấy buồn phiền hơn. Do gia đình không có con trai nên đông về nhà mẹ vợ ở rể, Hai vợ chồng có với nhau một người con đang học lớp 3. Trong gần 10 năm chung sống, Đông mới hiện nguyên hình là một kẻ chẳng ra gì, lại thêm một cái cách gia trưởng, thích được khen, muốn làm ông tướng, nhưng Đông chẳng làm ra một xu nào cho vợ con, mà toàn bộ kinh tế phụ thuộc vào người vợ Tân tảo, được đánh giá là gái ngoan, chịu khó nhất vùng. Tốt số mới lấy được tươi, thế nhưng Đông chẳng hề cảm kích, ngược lại coi đó là lời sỉ nhục danh dự và cảm thấy không được tôn trọng khi đi ở rể như chó chui gầm trại. Kể về buổi tối xảy ra sự vụ, bà nhờ dường như vẫn chưa hết bằng hoàng sợ hãi. Bà kể tối hôm ấy khoảng 8 giờ tôi nghe vợ chồng nó cãi nhau trong phòng ngủ, loáng thoáng chuyện gì đó liên quan đến việc tươi đòi đi thăm người ốm với chị gái nó. Đông không cho và bắt vợ ở nhà cho con học. Một lúc sau thấy con gái bỏ ra ngoài với tôi, tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Vợ chồng cũng chỉ cãi nhau bình thường thôi. Vậy mà Đông cầm con dao dựa ở đâu chạy lên nhà, vùng dao khiến con gái say sầm mặt mày. Khi ấy tôi sợ quá nhưng vẫn cố lao vào đỡ. Nhưng sức mình yếu nên không kịp. Tôi thấy con gái tôi bị vậy thương tích khắp người. Mà thằng chồng nó cũng ác lắm, xuống tay không chớp mắt. Điều đáng nói khi sự việc xảy ra tại hiện trường còn có cô con gái của Đông mới học lớp 3. Bà nhờ cho biết thường ngày Đông rất thương con, chiều con nhưng hôm ấy thấy con ôm mẹ khóc. Đông cũng không kiềm chế được cơn điên cuồng của mình. Nghe tiếng bà nhờ kêu cứu hàng xóm láng giềng chạy sang thì mọi việc đã rồi. Đông vứt hung khí rồi chạy mất. Người dân vội vàng đưa tươi đi cấp cứu. Sau này bà nhở mới biết sau khi chạy ra khỏi nhà, Đông còn gọi điện thông báo cho anh em trong gia đình bên ngoại là đã gây án, sau đó lên công an phường Bạch Hạc để tự thú về hành vi tàn độc của mình. Lòng nước mắt bà nhở kể rằng, gia đình bà có 6 người con gái, chị Tươi là con gái út, nên trong nhà ai cũng chiều chuộng, yêu thương. Những ngày đầu mới biết chàng rể tương lai, nhận thấy đông là một người hiền lành, chăm chỉ, nên bà đồng ý cho cả hai tiến tới hôn nhân bà còn đồng ý để cho Đông về ở rể với mình, với mong muốn được gần con, có việc gì còn đỡ đần cho cô con gái út mà bà thương yêu. Thế nhưng sau nhiều năm, con người đã thay tính đổi nết, Đông biến chuyển như vậy và nhẫn tâm muốn sát hại vợ. Nỗi buồn của người vợ có chồng nghiện rượu. Nhiều người thân trong gia đình chị Tươi cũng cho biết Đông có một tật xấu là hay uống rượu. Theo anh Dương Hồng Tuấn, cháu họ của chị Tươi cho biết, tôi từng đi làm với chú Đông một thời gian, thấy tính tình ông ấy cũng bình thường, có mỗi tật là hay uống rượu và khi say thường không kiểm soát được bản thân, hay bị kích thích từ các tác nhân bên ngoài và về nhà gây rối. Chú Đông uống rượu nổi tiếng ở làng từ lâu rồi. Tôi còn nhớ là có lần chú ấy định cầm dao chặt ngón tay thề không uống rượu nữa. Nhưng đến khi cô Tươi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mọi việc lại đâu vào đấy. Năm 2008, chị Tươi và Đông kết hôn. Cuộc sống vợ chồng êm đẹp trôi qua được 5 năm, thì Đông đồng ý cho vợ đi xuất khẩu lao động. Trong 5 năm chị Tươi đi lao động ở Nga, Đông ở nhà trông con và bắt đầu uống rượu trở lại. Cũng trong những lần say xỉn đó, Đông đã làm nhiều việc khiến người nhà chị Tươi không vừa ý. Bà Nhở cho biết khi con gái đi Nga, Đông thường xuyên mắng chửi đai nghiến bà. Năm 2017, ông con rể này còn đòi bà Nhở sang tên cho căn nhà và mảnh đất mà bà đang ở, nhưng bà từ chối. Bà Nhở than vãn mấy năm trước trong lúc mâu thuẫn cãi vã với tôi, Đông tức tối sau đó lời qua tiếng lại. Nó kê ngón tay làm bậy rồi tiếp tục có mâu thuẫn với một người ở Việt Trì, hai bên đánh nhau gây mất trật tự. Sau đó cũng phải lên công an bảo lãnh và đền bù cho nạn nhân 10 triệu đồng. Kết thúc 5 năm đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, năm 2018, chị Tươi trở về. Và cũng kể từ thời điểm đó, xích mích trong những ngày bị đẩy lên cao trào. Liên tục trong nhiều tháng, chị Tươi bị chồng tác động vật lý mỗi lần cãi vã. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng đồng vẫn không bỏ thói côn đồ. Mỗi lần say rượu lại gây sự cãi vã với vợ, cho là mâu thuẫn gia đình bình thường, nhiều người thân trong nhà cũng chỉ đến góp ý, can ngăn. Khi tỉnh táo, Đông cũng nghe lời, nhưng khi say, mọi việc lại đâu vào đó. Cũng đã nhiều lần thấy Tươi bị chồng dùng nắm đấm nói chuyện. Người thân trong gia đình khuyên can nên ly dị, nhưng thương con, chị Tươi cố chịu đựng. Sau khi vụ việc xảy ra vào thời điểm nửa đêm, nhiều người đã chứng kiến em trai của Đông lao vào trong tủ đồ của gia đình lục lọi, lấy đi một túi đựng hồ sơ rồi lên taxi bỏ đi. Người nhà chị tươi cho biết sau khi đi lao động, chị tươi có thể dành được khoảng 200 triệu đồng để trong một chiếc thẻ ngân hàng, nhưng tài khoản ngân hàng lại đứng tên Đông. Rất có thể sau khi gây án, người này đã gọi điện cho em trai đến để mang chiếc thẻ đi. Điều đáng nói khi chị tươi nhập viện, anh em của Đông cũng đến thăm hỏi nhưng không hề có sự hỗ trợ nào về mặt tài chính, mặc dù gia cảnh của chị tươi khá khó khăn. Chỉ sau 5 ngày kể từ ngày bị tạm giữ, lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quang Đông, 36 tuổi, trú tại tổ 20 phố Lang Đài, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về hành vi giết người. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Đông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, do mâu thuẫn chuyện vợ không dạy con học mà sang nhà chị gái bàn việc đi thăm bà thông gia, dọa ly hôn với Đông, nên đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ dã man. Sau đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5, sau bữa cơm gia đình, Đông bảo vợ dạy con gái học bài vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Nhưng chị Lê Thị Tươi, 30 tuổi, vợ của Đông, lại sang nhà chị gái để bàn việc đi thăm bà Thông ra. Lúc này Đông sang nhà chị gọi vợ về. Tới nhà hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Tới khi chị Tươi lên giường nằm ngủ, Đông đã lặng lẽ xuống bếp lấy con dao dựa tiến lại chỗ chị Tươi nằm và gây án. May mắn chị Tươi đã vượt qua cơn nguy kịch có thể thấy cách cư xử của người chồng trong vụ việc trên là cách cư xử thường xảy ra ở những người đàn ông gia trưởng. Họ tự cho mình cái quyền là vua trong nhà, vợ con nhất nhất phải làm theo ý của họ. Những người chồng kiểu này thường coi vợ là vật sở hữu, đến mức quên mất điều tối thiểu rằng vợ mình cũng là con người, rằng vợ mình có quyền được sống theo cách mà họ muốn. Bản thân vượt áp đặt của người chồng đã tạo nên áp lực tâm lý nặng nề đối với các bà vợ. Cùng với thói quen vũ phu bạo lực thì những người chồng gia trưởng đó rất dễ có những hành vi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thậm chí sử dụng đến hung khí để đàn áp các bà vợ của mình. Trong vụ chồng chém vợ xảy ra ở Phú Thọ đã cho thấy, ngay cả việc các bà vợ cắn răng chịu đựng sống chung thì chuyện buồn vẫn tiếp tục diễn ra, ngay cả khi vợ chồng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường cũng không tránh được nguy cơ bị sát hại. Đến nay dù báo chí không đưa tin về mức độ xử lý hình sự hay những mức án liên quan đến Trần Quang Đông sau hành vi mất nhân tính nhưng PKT tin chắc rằng những hành vi sai phạm vẫn sẽ phải chịu hình phạt đích đáng từ pháp luật. Hình ảnh này cũng là lời cảnh tình cho một số ít người đang có ý định phạm tội. Hãy có cái nhìn tỉnh táo, phân biệt rõ đúng sai để tránh bước vào vết xe đổ của những gia đình đã từng đổ vỡ. Không tìm được tiếng nói chung. Còn bạn, bạn có suy ngẫm gì về gương mặt và thái độ lạnh lùng của Trần Quang Đông khi có ý định và hành động lấy mạng vợ? Cùng để lại bình luận xuống bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.